Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh làm vườn S Garden. Ở đây là những cành chiết hoa hồng ngoại mà mình mới cắt nhé. Hiện nay thì nhiều người lựa chọn hoa hồng cổ để chơi vì hoa hồng cổ có nhiều ưu điểm, đó là dễ trồng, dễ chăm sóc, cây kháng bệnh tốt và rất là mau lớn, đồng thời đào hoa rất là sai. Những cây hoa hồng cổ mà lâu năm, khoảng vài chục năm thì cực kỳ có giá trị, có thể lên tới vài chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu một cây. Tuy nhiên thì hoa hồng ngoại cũng được người yêu hoa hồng rất là ưa chuộng và yêu thích, bởi hoa hồng ngoại nó cũng có những ưu điểm riêng, đó là hoa phong hoa rất là đẹp và nhiều loại hoa rất là thơm. Mặc dù là nó khó chăm sóc hơn so với hoa hồng cổ, nhưng mà nhiều người lại thích chinh phục những cây hoa hồng ngoại như thế này. Một điều nữa là hoa hồng ngoại rất là phong phú về chủng loại, phong cánh, màu hoa, vì vậy nó rất là đa dạng, được nhiều người cũng yêu thích. Đây là những cành chiết các loại hoa hồng ngoại nhé. Mình thì trồng số lượng cũng không nhiều. Hiện nay thì có một số ít cành chiết hoa ngoại này. Đầu tiên là hoa ngoại Herogin nhé. Đó. Còn đây là hoa hồng ngoại For the Home nhé. Mình ghi ra từng loại một để cho nó đỡ nhầm lẫn. Còn đây là hoa hồng ngoại Miranda. Đó. Số lượng thì không có nhiều. Vì vậy, nếu các bạn nào mà yêu thích hoa hồng ngoại thì có thể liên hệ với mình nhé. Đây là hoa hồng Caray. Đấy. Còn đây là hoa hồng Mon. Và tiếp theo đó là hoa hồng Bien Veni nhé. Đấy, cành rất là dài này. Cành này dài khoảng 5-60 phân nhé. Và hoa hồng Happy Happy và có loại hoa hồng cổ nữa, đó là hoa hồng cổ son môi nhé. Và cuối cùng là hoa hồng ngoại James Conway. Đấy. Đây là cũng có 9 cái loại hoa hồng ngoại và một loại hoa hồng cổ son môi nhé. Đấy. Một điều lưu ý đối với các bạn là trồng cành chiết, đối với hoa hồng ngoại thì cũng giống với hoa hồng cổ nói chung, thì sau khi các bạn mua về thì các bạn có thể dâm ra cát khoảng 3 đến 5 ngày, sau khi nó có rễ độ khoảng dài khoảng 0,5 đến 1 phân thì chúng ta có thể tiến hành trồng ra chậu. Đấy. Và các bạn sẽ được tư vấn để trồng làm sao cho một cách hiệu quả nhất. Đấy. Và trong quá trình trồng thì chúng ta lưu ý là cái loại hoa hồng ngoại cũng như là hoa hồng cổ thì đặc biệt là phải luôn đảm bảo cái độ ẩm ở trong đất với độ ẩm vừa phải để cây nó đỡ bị khô, làm cho các loại sâu bệnh phát triển, đặc
đặc biệt là bọ trĩ. Và nhện, nếu mà khô quá thì thường là nhện nó sẽ xuất hiện. Rồi, xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi của mình. Nếu các bạn nào mà có nhu cầu mà mua các loại hồng ngoại cành chiết thì có thể liên hệ với mình qua số Zalo nhé. Trực tiếp số Zalo thì mình sẽ dễ theo dõi. Số Zalo của mình là 0985 028 936. Các bạn có thể vào Zalo kết bạn và đặt trực tiếp với mình, thì khi đó mình sẽ chốt đơn hàng, nó sẽ rất là tiện hơn so với ở trên YouTube này nhé. Và các bạn cũng có gì thắc mắc thì có thể comment ở bên dưới để mình có thể trả lời, hoặc là vào Zalo của mình thì mình sẽ giải đáp thắc mắc và trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt.